Trong trận đầu tiếp theo, trận thứ hai. Úi giời, hai Garrick ạ. Và bên phía đối bạn cũng Garrick bằng Pan cho Son và Kata. Vâng, tưởng gì, vâng, BB trận này anh là người cầm cái gì ạ, vâng, Kata. Vâng, Hoàng Mai Nhi là người cầm Pabian, cùng với đó thì Cam Quýt là người được cầm cho Son. Và một con vâng, Garrick trong tay của Văn Nhất. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem quân của bên phía Liên Quân 1 như thế nào ạ. Vâng, xem Club anh là người được cầm bằng Garrick. Tú xuất trong trận này anh là người được cầm bằng Roman. Hưng Nhộn, Hitty. Và Chim Sẻ Nắng là người được cầm Garrick. Quân chúng ta tươi hơn, mặc định nhỏ. Alo. Và chúng ta cùng xem trận đấu này như thế nào. Mà quân đội phía đối bạn tự chém, bên họ có Pam. Bằng Kata cho Son Garrick, khả năng mình có cho Son và Kata hai bằng một trong hai quân này sẽ lên 4. Chúng ta có hit Roman bằng hai Garrick luôn. Và anh toàn phù là phù thôi, hoặc là một vài Pam sẽ đánh cùng R. Châu phù là win rồi. Và quân bên phía đối bạn tẩm lợm quá. Vâng, trận này mà win thì là một đều, chúng ta sẽ có bản, trận bản lề. Thế thôi. Và khả năng nốt xe này rồi anh em ạ. Khả năng nốt xe này. Và một là hòa, hai là thắng. Sửa tỷ số luôn đi dây, còn gì dây thôi em không gáy đâu anh Đức Phan à. Sợ lắm. Cái lát này anh em lại chửi cho bằng sắp mặt lờ. Đừng đọc thế xem mất hay. Và cái này thì vẫn đọc cho bên phía đối bạn thôi, chứ bên mình thì không dám đọc. Bên mình là không đọc được anh em ạ. Đó, ông xẻ ba thì em cứ ngồi giao lưu khán giả, lúc nào đánh đầy 3 đầy 4 thì em đọc sau. Em gọi mà. Anh Dây ơi, anh Quý đang tìm anh kìa. Đâu ạ, à, anh nào tìm em đây? Anh Quý đang tìm em à? Anh Quý là anh nào đây? Anh Quý là anh nào đang tìm em đây? Ba con sư tử thì tôi chịu thôi, biết làm sao bây giờ. Chúng ta cùng đến với Gunny. Xem mỗi nhà một tí, lát nữa đẩy ba xem xoay máy sau. Hôm qua JB phá 21, anh chẳng thấy con nào, 12 nha anh. Đánh 12, 21 chứ cần gì nữa. Anh Quý Vũ à? Anh Quý Vũ sẽ tìm em làm cái gì đây? Định xúc em à? Bằng rượu thì chơi nha anh nhá, rượu thì chơi. Anh Quý Vũ tìm bằng dây làm gì đấy anh Quý? Sao đây? Ice, all of my, 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 all of
Alo, đây đây em đây. Anh quý tìm em làm gì đấy anh? Anh quý tìm em làm gì đấy? Anh thông em thì em thích quá. Vâng, 11 giờ đêm rồi nhưng mà 20.000 anh em vẫn đang ngồi xem và ủng hộ cho chim sẻ nắng trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, lát nữa chúng ta sẽ bình luận sau. Bây giờ là xem club. Vòng bài cầm Garrick đang chơi ở nhà của Hoàng Mai Nhi. Trận này anh là người cầm toàn. Và đây loại quân duy nhất vòng ba nông dân nào vàng mà làm tạm ba nông dân nào vàng thôi. Vâng, giờ mới chỉ có cầm. Vâng, vậy một cái phía ngoài đi anh ơi. Vâng, làm ba nông dân nào vàng. Vâng, một dân nằm xuống. Tiếp tục sẽ là con nông dân thứ hai. Vâng, ôi giời ơi. Ông Hoàng Mai Nhi ông bò thế này thì ông bò làm cái gì? Ok. Vâng, quýt mang dân lên đây làm gì đấy? Ui giời, vâng, quýt dân L2. Vâng, cam quýt trận này cầm cho son, dâng phù hay dâng lờ đấy anh? Làm tạm con nông dân nữa. Một đi, vâng, lại, thế này thì vâng, vẩy, ôi thôi, thôi, mặt giỏ rồi. Không sao, làm tạm 3 dân là được rồi. Làm tạm 3 dân là được rồi. Vâng, Ngô Văn Khải bị nói viên về đi xa cái, ok. Mới hồi hôm nào chú vào Random Row 1. Còn hô anh em follow bet bảo làm bình luận viên của Game TV tưởng chém hóa ra giờ đã thành thật rồi. Thật chứ mà em làm lâu nửa năm nay rồi mà anh em cũng cười thật. JB chào em cái, em chào anh Nguyễn Văn Minh. Mọi người cùng xem xẻ trận này ông đang làm cái gì trong bài bằng Greg. Bằng anh đầu cánh tại nhà mà đang chơi vào nhà của mùa 1. Tức, à không, mùa 1 ở bên mình. Greg đánh tại nhà mà đánh thủ ra dân rồi. Vâng, anh Gunny ơi, anh làm cái gì đấy, tham 27. Vâng, đánh cùng vâng một mình anh là người có cùng trong trận, cùng rồi trận này mà thôi đấy. Bên phía đội bạn có ban nữa. Thế mà với vâng còn Hitty ở điểm này, một vài con lạc đà của Hoàng Mạnh Nhi sẽ không có cửa. Hoàng Mạnh Nhi đã mất vàng và lạc đà của ban thì điểm này không quá đồng. Vâng, một con lạc đà cùng một con giò để xin phép anh Hoàng Mạnh Nhi là không có cửa vậy e vào anh. Vâng, bây giờ thì anh chỉ cần nở to ra thôi là coi như chiến thắng. Vâng, tụ còn lại sẽ club đang là một bài màu ba chết dần với vâng các cầu thủ bên phía đội bạn. Và như vậy là tỷ số là 1-1 trong trận đấu thứ tư. Chúng ta có bản lề, chúng ta có bản lề, chúng ta có trận